Trong One Punch Man, nỗi kinh hoàng của vũ trụ mang tên Garu vẫn luôn là tâm điểm của những chapter truyện ra mắt gần đây. Với sự thăng tiến trong sức mạnh, Garu càng ngày càng ấn tượng với độc giả, không chỉ bởi tạo hình vô cùng độc đáo mà còn nhờ vào ý chí vô cùng mạnh mẽ về cái ác tuyệt đối của anh chàng này. Trong chap 212 lần này, Garu trong trạng thái mới lại giúp người đọc khai thác được rất nhiều về sức mạnh của nỗi kinh hoàng vũ trụ, và chúng ta có được một chút thông tin về God, nhân vật được đoán là chùm cuối nhưng lại vô cùng bí hiểm. Vậy thì hôm nay, hãy cùng Jaylin Channel tìm hiểu về những sự thật thú vị xoay quanh anh chàng Garu này nhé. Giới thiệu về Garu. Trong manga One Punch Man, Garu được biết đến như một môn sinh do anh hùng Silver Fan đào tạo, người được mệnh danh là bậc thầy trong giới võ thuật. Từng có quá khứ bị bắt nạt, Garu đã nảy sinh sự đồng cảm với quái vật và ngưỡng mộ những lý lẽ mà chúng theo đuổi. Là môn đệ giỏi nhất của Silver Fan, anh nhanh chóng xin tự mãn và dấn thân vào con đường sa ngã. Cuối cùng, Garu đã quyết định rời bỏ thầy để theo đuổi ước mơ đánh bại tất cả các anh hùng, trở thành một quái vật loài người. Trong một cuộc chạm trán, Garu từng đánh bại Class S hạng 16, đó là Tăng Tớp Master, nhưng vẫn khuất phục trước sức mạnh của Bankman hạng 12. Mang tiếng là nhân vật phản diện, Garu lại không thực sự là kẻ xấu. Điều này khiến cho tính cách của anh trở nên vô cùng thú vị, thậm chí có phần lấn át cả Saitama. Một điều thú vị có đúng không nào? Tuổi thơ bất hạnh. Ngày còn bé, vì là một người ít được chú ý, Garu luôn phải chấp nhận giả làm quái vật mỗi khi chơi cùng bạn bè. Quái vật sẽ luôn bị anh hùng đánh bại, và một Garu bé nhỏ đã chẳng thể làm gì để thay đổi sự chi phối vô cùng bất công đó. Điều này đã khiến cậu không được vui. Không những luôn là người bị đánh trong mọi cuộc chơi, mà ngay cả khi phản kháng để tự vệ, Garu cũng bị chính giáo viên của mình trách mắng và đổ lỗi. Việc này tác động rất lớn đến tâm trí của Garu, bởi đã không có anh hùng nào ở đó để lắng nghe cậu. Đám đông đã thay sự thật cất lời, xã hội này là vậy, anh hùng luôn đúng, mọi người đứng về phía họ như một điều hiển nhiên, trái ngược sẽ trở thành kẻ bị kỳ thị, hơn cả sự đồng cảm. Garu còn thấy bất bình thay cho quái vật vì chúng luôn phải đơn thân độc mã chiến đấu với cả đám anh hùng. Một trong những điều bất công đến phi lý, nhưng lại được tất cả mọi người chấp nhận như một điều hiển nhiên. Là tên tội phạm có đạo đức. Khao khát đánh bại anh hùng là điều mà Garu làm chỉ để trả thù cho những con quái vật mà anh cho là đáng thương, từng bị bắt nạt như chính mình hồi còn nhỏ. Có vẻ điều này không thực sự khiến anh trở thành một kẻ xấu, vì suy cho cùng, Garu chỉ đánh bại các anh hùng nhưng lại không giết họ. Trong cuộc sống, trừ việc ăn quỵt thì anh ta cũng là một người tử tế. Garu thường xuyên nói chuyện với một đứa trẻ tên là Tarell. Anh cũng hay hỏi mượn quyển sách về anh hùng của Tarell và sẽ tôn trọng cậu ngay cả khi cậu không đồng ý, trong khi Garu dư sức cho cậu ta ăn no đòn và cướp nó đi. Cũng chính anh là người đã phó mặc cơ thể đang bị thương mà cứu lấy đứa nhỏ này. Bất chấp việc tính mạng đang bị đe dọa, một người tàn ác sẽ không bao giờ làm thế. Khác với những anh hùng luôn nói lời hay ý đẹp nhưng lại hiếp người quá đáng, sự anh hùng của Garu lại rất thầm lặng, nhẹ nhàng, không chống kèn ầm ĩ. Garu, kẻ đẩy lùi sự bất công. Khác với những ác nhân theo đuổi cái ác vì tư lợi, Garu tôn sùng quái vật vì anh thực sự cho rằng chúng cũng rất ngầu. Khi xem một chương trình về siêu anh hùng, Garu đã nói, dù phải một mình chọi ba, quái vật vẫn cố gắng cho đến cuối cùng. Nó cũng chỉ muốn bảo vệ bờ biển sạch đẹp này mà thôi, không phải điều đó rất ngầu sao? Giây phút ấy, có lẽ Garu cũng không tài nào đoán được một ngày nào đó chính mình lại là người được trải nghiệm chuyện này. Nhưng không phải một mình anh đối chọi ba người, mà là tám người. Thợ săn anh hùng đã gây ra khá nhiều tổn thất cho hiệp hội. Vì vậy Dust Gatling đã quyết định tập hợp những anh hùng cấp độ A để truy đuổi hắn. Họ đã đánh úp được Garu khi anh đang dưỡng thương sau khi trở về từ cuộc chiến với Mantaban, Bankman và cú đá khủng khiếp của Saitama. Với một cơ thể đang bị sốt cao và dày đặc thương tích,
Vậy mà Garou bằng sự cơ trí và nhanh nhạy trong chiến đấu vẫn có thể thoát thân an toàn cùng với sự đại bại của 8 người họ. Có lẽ trận chiến này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Season 2 của One Punch Man, khi mà anh hùng đã không còn đại diện cho những công lý đẹp đẽ, thay vào đó là sự bất công, phi nghĩa của một cuộc chiến mang tính chất ý đông hiếp yếu nhằm vào một người đang bất lợi. Điều đã được Garou chứng minh, bất công cũng có thể bị đẩy lui. Danh sách chiến thắng của Garou. Garou bắt đầu cơn thịnh nộ của mình trong One Punch Man bằng cách tiêu diệt hoàn toàn tất cả những tên tội phạm và anh hùng đã được tập hợp. Ngoài trừ Six, người được giao nhiệm vụ truyền bá thông tin về hắn, Garou bắt đầu nhắm vào các anh hùng hạng C và B, bao gồm cả Tăng Tớp và Mumen Rider. Trước đó, anh hùng cấp S là mục tiêu ban đầu của hắn. Sau khi đánh bại anh hùng Metal Bat, Garou được hàng ngũ của Hiệp hội Quái vật tiếp cận. Chúng đang biến mọi thứ thành quái vật thông qua việc ăn tế bào quái vật. Trong One Punch Man, khi hồi phục sau thất bại từ White Dog Man và Saitama, Garou bị phục kích bởi 8 anh hùng tầm trung. Lúc đầu hơi khó khăn, về sau Garou đã chinh phục nhóm bằng cách chơi đùa với sự bất an và khiến họ phản ứng thái quá, làm nhóm chiến đấu cậu thả. Từ đó, Garou chọn đánh từng một người và chiến thắng mặc dù đã kiệt sức và bị thương trước khi cuộc chiến bắt đầu. Anh em sinh đôi của Vegeta. Trong One Punch Man, động lực sức mạnh giữa Saitama và Garou có thể được coi là bắt chước từ sự cạnh tranh của Goku và Vegeta. Dù đã cố gắng hết sức, Goku vẫn luôn vượt qua Vegeta với tư cách là một chiến binh. Tương tự như vậy, Garou rất nghiêm túc trong việc huấn luyện và chiến đấu, chỉ để bị nhân vật chính của bộ truyện đánh bại ngay lập tức, một ví dụ phóng đại về mối quan hệ giữa Goku và Vegeta. Ở một mức độ, Garou và Vegeta cũng có những phẩm chất nhất quán. Cả hai nhân vật phản anh hùng đều sở hữu mái tóc nhọn đáng kinh ngạc, vẻ ngoài đỉnh cao và các đường nét trên khuôn mặt sắc nét. Đồng thời cũng có vẻ mặt cau có thường trực và dáng người nhẹ nhàng nhưng cơ bắp, trái ngược với các kiểu nhân vật phản diện cồng kềnh truyền thống. Với khả năng làm chủ cái dòng chảy của mọi năng lượng trên vũ trụ, thì năng lượng hạt nhân cũng không phải là ngoại lệ. Tách một nguyên tử ra khỏi một cấu hình bền trước đó phải sử dụng một năng lượng rất lớn để làm điều đó. Đó là lý do vì sao năng lượng hạt nhân và vụ nổ hạt nhân lại có uy lực lớn đến như vậy. Garou đã làm chủ được dòng chảy và có thể thi triển nó chỉ thông qua một nắm đấm mà thôi. Bên cạnh đó, để mở rộng hơn về kỹ năng dòng chảy năng lượng, phép sao chép hành động kết hợp với các thể theo Garou cho phép anh chàng dễ dàng sao chép những kỹ năng do người khác thi triển và thực hiện nó còn tốt hơn so với bản gốc. Đấm thường liên tục là kỹ năng của Saitama mà Garou đã học được thông qua việc quan sát. Như vậy cũng đã đến cuối video rồi. Cảm ơn các bạn vì đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm tiếp video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.